thành các sticker cực độc đáo và thú vị. Nếu thường xuyên nhắn tin như Zalo, Facebook Messenger hoặc bình luận trên Facebook, chắc hẳn không ít lần bạn đã sử dụng các sticker nhãn dán để biểu lộ cho cảm xúc hoặc thay lời muốn nói. Những sticker này thường được cung cấp sẵn và ai cũng có thể sử dụng giống nhau. Trong trường hợp muốn sử dụng một nhãn dán độc đáo và không đụng hàng, bạn có thể tạo ra những nhãn dán với gương mặt của chính mình nhờ vào sự giúp đỡ của ứng dụng Miro Emoji Keyboard và Sticker Maker. Miro Emoji Keyboard và Sticker Maker, gọi tắt là Miro, là ứng dụng cho phép người dùng chụp một bức ảnh selfie hoặc chọn một hình ảnh sẵn có trên smartphone, sau đó ứng dụng sẽ tự động nhận diện gương mặt của người có trong ảnh và ghép gương mặt đó vào những sticker động cực hài hước. Bạn cũng có thể tùy biến để thay đổi màu da, kiểu tóc sao cho phù hợp nhất, nhưng nét mặt vẫn được giữ nguyên như của chính bạn. Với Miro bạn không chỉ tự tạo ra cho mình những sticker thú vị và độc đáo mà còn có thể tạo ra một bức tranh hài hước màn phong cách của riêng mình để sử dụng làm ảnh đại diện trên mạng xã hội. Với người dùng Android, download ứng dụng miễn phí tại đây hoặc tại đây, tương thích Android 44 trở lên. Với người dùng iOS, download ứng dụng miễn phí tại đây, tương thích iOS 10.0 trở lên. Giao diện chính của Miro AI là giao diện chụp ảnh để người dùng tự chụp lại gương mặt của chính mình hoặc gương mặt của bất kỳ ai mà bạn muốn biến đổi thành nhãn gián động bạn nên di chuyển sao cho gương mặt của mình khớp với khung hình gương mặt có trên giao diện ứng dụng rồi nhấn nút chụp để ứng dụng nhận diện gương mặt được chính xác hơn trong trường hợp bạn muốn sử dụng một hình ảnh có sẵn trên thiết bị của mình nhấn vào biểu tượng ở góc dưới bên trái giao diện ứng dụng sau đó chọn hình ảnh từ danh sách hiện ra sau khi chụp hoặc chọn hình ảnh muốn xử lý ứng dụng sẽ tự động nhận diện gương mặt trên hình ảnh để biến đổi gương mặt đó thành hình vẽ sử dụng cho nhãn dán động bước tiếp theo bạn có thể tùy biến gương mặt sử dụng trên nhãn dán như kiểu tóc màu da kiểu mắt lông mày sao cho phù hợp và cảm thấy ưng ý nhất tại đây bạn chỉ nên thay đổi kiểu tóc màu da và gương mặt còn kiểu mắt hay lông mày nên giữ nguyên hình gương mặt gốc đã được chọn ban đầu sau khi đã hoàn tất việc xử lý gương mặt bạn nhấn nút nhận nhãn dán ở bên dưới để tiếp tục nhấn nút bỏ qua tại hai giao diện tiếp theo để bỏ qua các nội dung giới thiệu về ứng dụng bước tiếp theo ứng dụng sẽ tự động ghép gương mặt mà bạn đã thiết lập ở trên vào những hình ảnh động dạng nhãn dán sticker bạn có thể chọn kiểu nhãn dán mà mình cảm thấy yêu thích và phù hợp nhất từ danh sách hiện ra. Ứng dụng phân chia các loại nhãn ra thành từng chủ đề, như chủ đề để thể hiện tình yêu, ngày kỷ niệm, chủ đề để thể hiện cảm xúc. Bạn có thể chọn các nhóm chủ đề này để tạo ra loại nhãn dán phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Sau khi chọn được kiểu nhãn dán yêu thích, bạn có thể gửi nhãn dán này đến người khác thông qua Facebook, Instagram, ứng dụng nhắn tin Facebook Messenger, Viber, Zalo, Snapchat hoặc có thể nhấn vào nút lưu để lưu các nhãn dán này về thiết bị di động của mình. Nhìn chung Miro Emoji Keyboard và Sticker Maker là ứng dụng thú vị và hài hước, giúp bạn có thể tạo ra các sticker với gượng mặt của chính mình để biểu thị cảm xúc mỗi khi đang chat với ai đó trên các ứng dụng nhắn tin, hoặc để chèn vào những bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội. Một vài nhãn dán thú vị được tạo ra từ ứng dụng Miro Emoji Keyboard và Sticker Maker. Phạm Thế Quang Huy